Thank you.
Ừ.
Dạ. Có cái thằng Zalo sợ là bỏ quên rồi tao thấy không? Dạ. Nếu có quên thì mày cho nó cũng được. Dạ. Dạ, gửi về tới quán vàng được con ạ.
tụi mày nhớ rồi mẹ. Mẹ nhớ rồi sao? 5 giờ là tụi mày đến bàn đó em. Là em ở nhà cả ngày thì tụi mày em đến chơi với anh Thọ. Bốn giờ nhớ không mẹ? Cứ để coi đang dũng ra để bạn lên hỏi coi thi chờ xuống thì chờ dạ do cháu không biết có thịt gà mà cháu ăn canh nên nè tối ăn nên nè dạ tối ăn. Lệ chị nói Tết dương lịch mai đó, 30 đó được nghỉ nữa. Tết dương lịch thì nghỉ một ngày chứ, chị được nghỉ nhiều ngày nữa. Thì là ông mua đó hả? Dạ. Họ vẫn ở trong trung quê nên cái họ lại không nghe được. Lỡ cái mục của ông hồn là trẻ sớm mệt. Chẳng cả những sao mà nằm hết. Một chút người, đây là đi trước cái không trước cái đoạn thủ tế nè thấy không lo chứ nữa phải là lo ai chẳng đấy là không rơi đâu cái này đây chứ cháu cô quay hết thôi chứ còn có thể có cần không để đắp chứ còn để nó còn nằm lên cái đấy này chứ còn để tiếng nói thôi rồi đây là mệt đấy mình đơn giản thôi đi xương nó đâm một cái thôi em chạy từ liền thôi nhanh như tên lửa. Môi chân nó cả là chết đi. Đau rồi đi rồi, đau chân thì đi rồi. Uống lắm rồi đau cái gì. Qua chân mà không uống nó bằng đau. Phong chân phong gió đấy. Người như vậy là thôi cả ngày. Chân cái chân cho nó ập cái này, thôi yên luôn. Đi là đi đọc làm nữ công gia trắng một thứ hả? Hoài hoài bàn ủi cái bàn ủi mà bây giờ ủi đứa mà ủi ông quận này đây nó rơi ra mà đâu ngồi cái đèn đồng thôi. Cái này như để con vướng rơi vẻ
đây là bể bể đồ bể đồ bể đai thứ hai đây này là vô tay vô đầu thôi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn.